Xin chào các bạn. Đây là dàn khổ qua trái tim. Sau hơn 4 tháng trồng và thu hoạch thì hôm nay mình sẽ đi dọn dàn luôn hả các bạn. Trái thì vẫn còn, nhưng mà thôi để dọn để mình trồng cây khác. Chứ chờ hoài thì cây nó vẫn còn. Khổ qua trái tim này là một giống khổ qua rất là dễ trồng và cũng rất là đáng trồng hả các bạn, tại vì rất là năng suất, trái rất là nhiều. Mình phải hái hết để mình dọn dàn luôn, cho nên là trái to trái nhỏ gì thì mình cũng sẽ hái hết hả các bạn. Biểu hiện của cây nó già này các bạn là lá nó vàng, nhánh nó cũng chết dần. Năng suất trái thì nó cũng sẽ giảm dần so với thời điểm mà cây mới hết các bạn. Thật ra thì khổ qua này nếu mà mình vẫn dưỡng á, tức là mình sẽ cắt tỉa bỏ hết những cái lá già này đi rồi mình chăm sóc cây thì cây nó lại tiếp tục nó phát triển tiếp, nó lớn tiếp. Đây là những cái nhánh con này các bạn thấy nè. Những cái nhánh này nếu như mà mình tỉa bớt, bỏ bớt những cái lá già cỗi đi thì tức khắc nó sẽ mọc ra những cái nhánh con mới. Những cái nhánh con mới này nó lại phát triển tiếp và nó lại cho trái tiếp. Khổ qua là một loài rất là ưa nắng, vì vậy mà vị trí các bạn trồng khổ qua cần phải chọn một cái vị trí mà nó thật là nhiều nắng ha các bạn. Một ngày nắng ít nhất là khoảng trên 6 tiếng thì cái việc mà chúng ta trồng khổ qua nó năng suất nó ra nhiều trái sẽ dễ dàng hơn. Trái còn rất là nhiều luôn nha các bạn. Cuối vụ rồi nhưng mà những quả nhìn rất là ngon. Quả rất là to luôn này. Các bạn nhìn qua khổ qua này các bạn, qua cuối vụ mà nó to như vậy nè. Trái này trọng lượng khoảng hơn nửa kilo. Lát nữa mình vô trong mình sẽ hái trái này cho các bạn xem. Cái dàn khổ qua này là mình trồng có 4 cây thôi ha các bạn. Và hái thì tổng cái năng suất của 4 cây này thì ước lượng mình đã thu hoạch khoảng trên 50 kg. Đây, mới hái mặt ngoài thôi nha các bạn. Gần đầy xô rồi. Nãy giờ mình mới hái mặt ngoài, bây giờ là mình vào mặt bên trong nè. Vẫn còn trái quá trời. Wow.
trái đẹp ghê nè các bạn. Wow, trái nằm dưới đất luôn. Trái thì nằm dưới đất, trái thì nằm trong kẹt. Đây mình đã thu hoạch được đầy một xô rồi nè các bạn. Thì một xô này thì được chắc khoảng 6-7 kg vậy đó. Trái nho nhỏ này thì mình cũng sẽ hái luôn, bỏ thì tiếc, dọn vàng thì phải hái hết. Đây là trái siêu to khổng lồ lúc nãy nè, khủng khiếp chắc khổ qua chưa các bạn. Hôm nay mình sẽ chính thức hạ cái dàn khổ qua trái tim này. Thì vậy mình sẽ thu hoạch đợt này là đợt cuối. Đây, tổng mình thu hoạch được đầy một cái xô này. Sau khi thu hoạch xong đợt này thì mình sẽ dọn hết dàn để chuẩn bị chuyển mấy cái dưa này ra. Không có chỗ trồng dưa cho nên là tạm thời mình đang dưa của mình đang để tạm thời ở đây thôi.